Huấn luyện viên Park Hang-seo có động thái lạ, đội tuyển Việt Nam sắp có biến động lớn. Huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim chọn nhiều nhân tố mới dự SEA Games 32. Thái Lan công bố 75 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup. Indonesia báo tin buồn, đội tuyển Thái Lan mừng thầm tại AFF Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo có động thái lạ, đội tuyển Việt Nam sắp biến động lớn. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có quyết định đầy bất ngờ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi. Trong tháng 11 này, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund của nước Đức trong khuôn khổ FIFA Day và ngày 30 tháng 11, sau đó là quá trình tập luyện hướng đến AFF Cup 2022. Thời điểm hiện tại thì ông Park Hang-seo vẫn đang tất bật với kế hoạch nhân sự của đội tuyển. Trước thềm giải đấu cuối cùng với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo đặt quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam đòi lại chiếc vô địch AFF Cup từ tay đại kình địch Thái Lan. Do vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn có được những quân bài tốt nhất, cũng như là hứa hẹn khám phá ra nhân tố mới mang tính đột phá. Và lúc này thì giải vô địch quốc gia V-League đang trong giai đoạn căng thẳng cả ở cuộc đua vô địch và cuộc chiến chủ hạng. Nhiều khả năng ông Park Hang-seo muốn kiểm tra phong độ của một vài tuyển thủ trong đội hình hai đội như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh. Đồng thời, nhà cầm quân 64 tuổi cũng xem xét một số gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam. Trước thông tin ông Park Hang-seo tới sân Vinh dự khán, tiền đạo Phan Văn Đức bày tỏ: "Đối với chúng tôi, thầy Park dự khán hay không thì các cầu thủ sau làm Nghệ An vẫn luôn thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu rất đẹp. Tuy nhiên, tôi rất vui vì thầy đã đến sân để theo dõi đội thi đấu. Hy vọng là các cầu thủ sẽ đá tốt tại trận đấu này để có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. AFF Cup sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Quyết định này mang đến rất nhiều tiếc nuối cho Văn Đức. Một thời gian dài 5 năm, tôi có nhiều kỷ niệm với thầy. Thầy là một người sống tình cảm và cuối năm nay, thầy Park không còn làm việc ở Việt Nam nữa. Tôi rất tiếc nuối. Tôi chúc thầy luôn mạnh khỏe, thành công trên con đường mới." Huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim chọn nhiều nhân tố mới dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Gong Eun Kim sẽ chọn ra đội hình cho U23 Việt Nam dự SEA Games 32 thông qua giải U21 quốc gia 2022. Các cầu thủ trẻ sẽ tham dự giải vô địch bóng đá U21 quốc gia để hướng tới SEA Games 32 vào năm sau. Theo thông báo của ban tổ chức, giải U21 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12. Giải năm nay sẽ có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thành Nhàn, Phạm Đình Duy, Bùi Vĩ Hảo. Đây đều là những cơ hội để huấn luyện viên Gong Eun Kim và các cộng sự tìm ra cho lực lượng U23 Việt Nam dự SEA Games 32. Hiện tại thì huấn luyện viên Gong Eun Kim đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với VFF. Nhiều khả năng thì nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tái ký hợp đồng có thời hạn 2 năm để tiếp tục đồng hành với U23 Việt Nam tại SEA Games tới đây. Căn cứ vào danh sách 22 đội đăng ký thi đấu tham dự vòng loại, ban tổ chức chia bảng thành 4 bảng đấu ABCD theo khu vực địa lý. Cụ thể như sau: bảng A gồm 6 đội do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai tổ chức, Viettel Công an Nhân dân Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng và Phú Hiến. Bảng B gồm 5 đội do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức: Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Ngãi. Bảng C có 6 đội do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Bình Phước đăng cai tổ chức gồm Bình Dương, Đồng Nai, Gia Định, Long An, Tiền Giang và Tây Ninh. Bảng D gồm 5 đội do Liên đoàn bóng đá Bến Tre đăng cai tổ chức gồm Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Học viện Notifood, Năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. 8 đội nhì của 4 bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt trong 4 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 với chủ nhà là Sông Lam, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thái Lan công bố 75 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup. Huấn luyện viên trưởng Manopol King vào buổi chiều nay công bố danh sách sơ bộ 75 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trong đó không có Chanathip. Chanathip đã từ chối về hội quân cùng tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2022 do giải không thuộc lịch FIFA Day. Ngôi sao sinh năm 93 cũng muốn có thêm thời gian phục hồi thể lực để chuẩn bị cho Ray League. Một mùa mới cùng Kawasaki Frontale, theo Siam Sport thì việc Chanathip vắng mặt sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của tuyển Thái Lan, tương tự Quang Hải ở tuyển Việt Nam. Bên cạnh Chanathip, ba trụ cột khác của Thái Lan gồm các tiền đạo Supachan Mehta, Supachat Chaidet và tiền vệ phòng ngự Ratanakon Maikami cũng vắng mặt. Cả ba thuộc biên chế của Birmingham United và được câu lạc bộ cử sang Nhật Bản tập luyện
Ở câu lạc bộ Consadole Sapporo, chủ tịch Buriram Nevin Sivehop khẳng định không nhả quân cho đội tuyển quốc gia vì muốn ba cầu thủ trẻ này tập trung rèn luyện tại Nhật, qua đó nâng cao trình độ phục vụ cho các mục tiêu cao hơn trong tương lai gần của bóng đá Thái Lan. Port FC và BG Pathum United góp nhiều quân nhất, mỗi đội 10 cầu thủ. Trong danh sách sơ bộ 75 người vừa công bố thì nhiều cái tên gạo cội của bóng đá Thái Lan vẫn xuất hiện như hậu vệ trái Thiraton Bunmathan, thủ môn Chatchai Polpon, tiền vệ Sarach Jorland hay tiền đạo Tarasin Dangda. Danh sách sơ bộ cũng bao gồm 6 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài gồm các hậu vệ Jonathan Khemde, Nicolas Mikkelsen của Đan Mạch, tiền vệ Chaipinat Supasuk của Bồ Đào Nha, Chawat Veratat, Supachok Chalahat của Nhật Bản, Sarawat Demi của Malaysia. Huấn luyện viên trưởng Manu Pulking sẽ chốt danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ khi mà lượt đi Thai League mùa 2022-2023 khép lại vào ngày 27 tháng 11. Tại EF Cup 2022, Thái Lan là đương kim vô địch và nằm bảng A với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở cặp playoff giữa Timor Leste với Brunei. Thái Lan sẽ đá trận giao quân vào ngày 20 tháng 12 gặp đội thắng tại cặp playoff trên sân khách. Liên đoàn bóng đá Thái Lan giao chỉ tiêu vô địch cho huấn luyện viên Pulking để tiếp tục duy trì vị thế thống trị khu vực. Indonesia báo tin buồn, đội tuyển Thái Lan mừng thầm tại EF Cup. Đội tuyển Indonesia sẽ không thể sử dụng Gelora Bung Karno làm sân nhà tại EF Cup sắp tới. AFF Cup 2022 cận kề cũng là thời điểm mà các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á xác nhận sân vận động mình sẽ sử dụng làm sân nhà ở giai đoạn vòng bảng. Về phía đội tuyển Indonesia, Garuda sẽ không thể sử dụng sân vận động Gelora Bung Karno để tiếp đón Campuchia và Thái Lan như dự kiến. Nguyên nhân là do sân vận động Gelora Bung Karno hiện đang là sửa chữa để kịp chuẩn bị cho vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tất cả sân vận động đã đăng ký với FIFA và được FIFA chấp nhận cho U20 World Cup sẽ bắt đầu được cải tạo từ tháng 11. Đội trưởng thanh niên và thể thao Indonesia Zainuddin Amali xác nhận, dự kiến là Indonesia sẽ lại phải sử dụng một sân vận động khác cho AFF Cup 2022 ban đầu. Garuda dự kiến sẽ sử dụng sân vận động quốc tế Jakarta vừa mới được xây dựng với 82.000 chỗ ngồi, là sân có mái che và được lớn thứ hai trên thế giới, lớn nhất châu Á để tiếp đón đội tuyển Thái Lan nhưng không thành công. Sân vận động Gelora Bung Karno tại Jakarta còn được gọi là thánh địa Serazan với sức chứa cũng rất khủng khiếp là 77.000 chỗ ngồi. Báo chí Thái Lan đã từng ví von chèo lửa này là địa ngục đối với các đội bóng tại Đông Nam Á mỗi khi làm khách tại đây với sức ép khủng khiếp tới từ lượng lớn của động viên. Vì thế mà việc Indonesia không thể sử dụng sân vận động Gelora Bung Karno tại AFF Cup cũng có thể coi là tin mừng với đội tuyển Thái Lan. Trước đó thì ở vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á hồi tháng 9 năm 2019, Voi Chiến cũng đã phải làm khách trước đội tuyển Indonesia trên chính sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên ở thời điểm đó chỉ có khoảng 1.619 khán giả tới sân ủng hộ cho đội tuyển Indonesia vì phản đối việc Liên đoàn bóng đá nước này tăng giá rẻ vào sân một cách vô lý.